À, xin chào tất cả các bác các bạn các anh chưa đam mê câu cá hôm nay lên sau các bác một số bộ cần câu lua chính hãng của Daiwa các bác nhé Đấy. máy 2500 và cần thì có độ dài từ 1 m 65 có độ cứng độ cứng UL cho đến 21 độ cứng MH bắt bạn nào có nhu cầu thì alo em nhé các bác lấy thì sẽ có một bộ này gồm có một cần một máy một dù một quận dù 1.0100 m và tặng kèm một nhái tặng kèm một nhái. Đấy bác nào có nhu cầu thì alo em nhá. Đây chúng ta sẽ có các bộ cần như sau. Đầu tiên nó sẽ có hai bộ Swift file 1 1.95 và 21. Đấy. Đồng đồng giá các bác nhá, đồng giá nhá. Thì chúng ta có hai bộ đầu tiên là hai bộ Swift file Uh, uh, 1m 95 và 21 các bạn nhé. 21 đồng giá là 840.000 bộ đồng giá là 840.000 nhé Để kèm một quận dù uh, x8 Để dù chuyên cô l lua uh, 1.0 tải mắc là 12,6 kg này Để tặng kèm một con nhái tặng kèm một con nhái như này đấy bác nào bộ đầu tiên thì hai bộ đầu tiên alo cho em nhé Có hai độ dài cho bạn lựa chọn 1 mét95 và 21 nhé Đấy, bộ tiếp theo chúng ta có bộ tiếp theo là bộ thứ ba này là cũng là một cần đai qua màu màu vàng em nhé tí em vào chi, 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 chi tiết cho bạn luôn màu vàng nhé. giá là 890.000 nhé cũng một cần một máy một dù và tặng cả một nhái nhé bộ thứ tư bộ thứ tư là là 1 triệu không80.000 nhé 080.000 bộ thứ 5, à, cần uh, ul dài 1m65 nhé à, 1m65 giá là 1 triệu uh, 490.000 1 triệu 490.000 và bộ cuối cùng là giá 21 độ cứng mờ đấy, giá là 1 triệu 540.000 uh, 540.000 540 bây giờ vào chi tiết từng bộ nhé đấy, giá thì mình đã nói rồi các bạn nào nghe chi tiết rồi đấy đây Đấy, chúng ta sẽ có một con máy Chica Fox à, 2500B Đấy. Nói chung là anh em tập câu lưu ấy các thứ hoặc uh, mới chơi trước các thứ chơi những dòng này nó rất là vừa túi tiền Đấy. Cối kim loại nhé Cối kim loại này Đấy. Cối kim loại này Về thông số này Đấy. 5.3 trên 1 trọng lượng là 280 gram Đấy, tốc độ dây là 79 cm nhá. Còn về dù anh em biết rồi nhé Đây dù này 1.0 Anh em có thể lựa chọn dù cao các size từ 1.0 cho đến 1.5 đến 2.0 nhá. Đây là có 3 size mẫu này. Hoặc có thể là đổi sang dù khác thêm một chút tiền nữa tùy anh em. Nhá. Nhưng ở mẫu này là như vậy. Đấy. Cần thì uh, gồm có hai mẫu 1m95 uh, uh, Và 2m1 uh, Sweet File uh, Sweet File 662MF Và 702MF uh, yeah. Về thông số kỹ thuật đây Đấy, uh, thông số kỹ thuật đây yeah độ cứng con này là độ cứng mờ nhé Đây 702M Đấy, Độ cứng M này Về thông số này Đấy, Thông số tải cá từ 6 đến 14 LP Tương đương khoảng độ 6-7 kg 6-7 kg mà tải này thoải mái Cái gái anh em dùng cần này câu lua hoặc là đánh lăng xe rồi Nó là cần hai khúc này nhé Cần hai khúc này Thôi nhé Đấy khúc này. Con đầu tiên thì đi với dàn khoen khoen của nó là khoen một chân hết anh em nhé, khoen một chân này. Đấy. Gồm có 1 2 3 4 5 6 khoen cả lô đấy nhá. Là tổng cái cái, cái cây 1m95 này là 6 khoen nhá. 6 khoen nhá. Còn sang cây 2 1 này. Cây 2 1 đây. Đấy, cán thì là cán bằng uh, gỗ nhá, cán bằng gỗ bần này. Và các mẫu này đều sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt tại Việt Nam nhé. Đây. Đây, Mai in Việt Nam rồi anh nhỉ? Cán gỗ bần này. Chờ. Yeah. Cây 21 này thì cũng có 1, 2, 3, 4, 5. Và cũng 6 khoen, đều nó khoen một chân nhé. Khoen một chân này các bạn nhé. Đấy. Đấy, tiếp đến là đến với bộ cần tiếp theo nhé, bộ cần tiếp theo thì các bác này máy thì vẫn là máy Daiwa qua Fork 2.500B thôi, chỉ khác cần thôi. Bộ thứ ba thì đi với lại một cần uh, uh, Crossfire vàng 702MS Đấy. Đấy. cũng là độ cứng M nhé độ cứng M nhá, độ cứng M tải cá từ 6 đến 15 lp. Đấy, cũng tương đương khoảng tầm độ 7 đến 8 kg. Chất liệu thì nhớ các bác nhớ nó là carbon này này. Đấy, tránh điện, tránh xét nhé. Nói chung là đánh lua thì phê. Độ cứng mờ đánh rất là phê luôn. Đấy, hàng chính hãng đây. Đấy, xuất xứ Việt Nam. Mẫu này cũng sản xuất tại nhà máy Đài Qua Việt Nam nhé. Đây. Má của nó đây. Đấy. Crossfire CE702M SSD này. Đấy. Đấy. Đây. Sản xuất tại Mai Việt Nam này hành Hàng chính hãng nhé Đấy, Bộ thứ ba này thì các bác biết rồi Hai bộ đầu thì có giá là Hai bộ đầu tiên số 1 số 2 có giá là 840 000 nhé Bộ thứ ba này có giá là 890 000 nhé Các bác nhớ là gồm một cần này Một cần này một uh, máy này Đấy, Một máy này một dù và tặng kèm một nhái nhé Tất cả các bộ đều như vậy hết Đấy, nhé các bác uh, lấy bộ nào cũng sẽ như vậy hết. À. Sang uh, bộ cần thứ tư nhé. Bộ cần thứ tư thì là là giá là 1 triệu 080 000 này, nó đi với cần này, máy như trên. Đi với cần uh, Crossfire X702 MH. Đấy. Cái này thì có độ cứng là MH nhé. Đây. cứng là MH các chất liệu carbon này, xoắn toàn thân được không anh nhìn này Đấy, carbon xoắn tít lừ này. À, anh em nào lấy rơi cần cũng được nhé à, về dàn khen này thì gồm có 1 2 3 4, 5, 6, 7 khen nhé 7 khen một chân 7 khen một chân hết Đấy. À, hàng chính hãng luôn liệu carbon độ dài là 2 mét độ dài 2 này độ, dài 2, độ, dài là 2 này bộ thứ tư độ dài 2 này quên bộ thứ ba này bộ thứ ba cũng là 2 mét bộ thứ ba cũng là 2 mét mốt nhé cũng có 1 2 3 4 5 6 khoen bộ thứ ba có cần gồm 6 khoen nhé khoen một chân nhé à, Quen một chân hết này sang bộ thứ năm này Đấy, bộ thứ năm này bộ thứ năm thì đi với máy vẫn máy uh, uh, Fox 2500B nhé Đấy, đi với cần là giá là 1 triệu 490.000 thì cần đây là cần UL 1m65 Đấy, cần UL 1m65 thì kế rất là đẹp luôn Đấy, cần UL 1m65 này Aris cần uh, Aris IR hay IRX IRX UL mã là 562. Đấy, tải 1 đến 4 NP. Có nghĩa con UL này tải cá khoảng tầm 2 đến 3 kg đổ lại, Đấy, 2 đến 3 kg đổ lại. Đấy, dòng rất là phê luôn. Đấy. Thích hợp cho anh em đánh nuôi suối. Đấy, nuôi suối đánh cả cá nhỏ lẫn cá khoảng 1 2 cân, thậm chí 3 cân anh em dòng vẫn ok mà. Đấy nhưng mà tải an toàn của nó là trong vòng khoảng tầm độ 2 kg. 2 kg đổ lại để tải an toàn. Còn dòng thì anh em có thể dòng 3 4 kg cũng được, đây. đầu bu thì là, là chống xoăn cước vào đây. Đấy, chống bị mắc cước vào đây. Đấy. Đấy, cần thì cần này chất liệu carbon này. Đấy. Rất nhẹ và đẹp. Khoen thì khoen một chân này, 1 2 3, 4, 5, 6, 7 7 khoen nhé 1 mét 65, dài 1 mét 65 này Thiết kế không phải chê đâu được 1 mét 65 Rất đẹp luôn Hàng chính hãng đai qua nhé Đấy, Cho anh em nua suối hoặc à, lua cá nó không quá to Tầm khoảng độ 2 kg đồ lại nhé Anh em chơi rất là ok luôn ừ. Tí làm sẽ nắp những dàn máy khác nó cao hơn nhé Ở đây đang lắp con máy rẻ nhất Thank <laughs> nhớ là vẫn là một cần một máy một dù nhá và bộ cuối cùng bộ cùng này cũng ra 21 có giá là 1 triệu 540.000 cũng gồm một cần một máy một dù tặng kèm một nhái cần vẫn cần à, uh, uh, rx702m độ cứng M nhé dài 21 tải cá được 6 đến 15 mp Nên là cá từ uh, 3 cho đến khoảng 78 kg chất liệu carbon này các anh nhìn này Đấy, Đấy dàn khoen của nó là quen một chân hết nhé khoen một chân để có một một này hai này ba này bốn này năm này sáu này bảy Đấy, tất cả các đầu alo đều là đầu alo để tránh tình trạng bị xoăn cước vào đầu này bị quấn cước vào đầu à Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu mẫu nào thì alo cho em nhé bác là cần mẫu nào thì alo Đấy, cần chi tiết cụ thể mẫu nào thì cứ alo cho em nhé Đấy, các bác nhớ là mỗi bộ này đi kèm là một cần một máy một dù và tặng một nhái nhé Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video hiện tượng bị lừa đảo Đấy, mạo danh trục lợi à, bên giang trường Fishing sinh thì các bác chỉ giao dịch với em qua hai số điện thoại à, như trên màn hình này 0961 932 218 và số điện thoại 0819 543 331 và hai tài khoản giao dịch là Trương Thị Giang số tài khoản của Vietcombank Yên Dũng Bắc Giang và Trần Việt Dũng số tài khoản của Agribank Yên Dũng Bắc Giang Đấy. bác nào mà nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ số điện thoại khác yêu cầu chuyển khoản vào số tài khoản khác thì yêu cầu các bác là không giao dịch, không giao dịch, không đặt hàng để tránh tiền mất tật mang. Hiện tại bên em chỉ dụng hai số điện thoại trên coi nha cho tất cả các giao dịch mua bán cần câu, đồ câu, mồi câu vân vân phụ kiện câu cá và giao dịch bằng hai số tài khoản, một là tài khoản trương thị giang của Vietcombank và hai là tài khoản của trần văn dũng Agribank bác nào mà nhận được thông báo của bất kỳ bên nào mạo danh thì các bác né nó ra nhé để tránh tiền mất tật mang và làm ảnh hưởng đến uy tín của giang trường vi sinh thì tất cả các video của giang trường vi sinh sẽ được gắn cái video này ở phía đầu để giúp các bác tránh các trường hợp bị mạo danh vì dạo này bên em bị mạo danh nhiều quá các bác bị nừa vừa mất tiền vừa bụng mình bên em lại mất uy tín trong đó có nhiều bác là anh em khách hàng cũng khách hàng quen thân thuộc chứ không phải là khách hàng mới Thế nên các em cảnh báo cho tất cả anh em từ khách hàng cũ đến khách hàng mới Các bác chỉ giao dịch với tất cả số điện thoại và số tài khoản trên video này thôi các bác nhé Chân trọng cảm ơn các bác